Trước đó vào trưa ngày 20 tháng 8, trực ban hình sự công an huyện Tam Bình tỉnh Vĩnh Long tiếp nhận tin báo của ông Nguyễn Văn Tuấn, 52 tuổi, về việc con của ông là Nguyễn Đức Thắng, 22 tuổi, cùng ngụ xã Phú Lộc huyện Tam Bình tỉnh Vĩnh Long bị bắt cóc, đòi tiền chuộc 90 triệu đồng. Lực lượng công an đã nhanh chóng tiến hành điều tra làm rõ vụ việc và xác định Thắng bị bắt cóc là giả. Tại cơ quan công an, Thắng khai nhận do thua cờ bạc dẫn đến thiếu nợ nhiều người nên đã dựng chuyện bị bắt cóc để ông Tuấn trả số tiền mà Thắng đã dây mượn. Ngoài ra, Thắng còn khai nhận, cũng với thủ đoạn như trên, Thắng đã nhiều lần lừa gạt ông Tuấn lấy đi số tiền gần 1 tỷ đồng. Công an huyện Tam Bình tỉnh Vĩnh Long đang hoàn tất hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.